Giữa chiến sự căng thẳng, hơn 3.500 lính và 40 tàu chiến của hạm đội Baltic Nga tập trận ở vùng cực Tây. Trên chiến trường, Ukraine tiến quân ở Zaporizhia, nỗ lực cắt đứt cầu dẫn đến bán đảo Crimea. Đáng chú ý, chương trình truyền hình ở Crimea bị hack, chiếu clip Ukraine phản công. Nga tuyên bố diệt hơn 2.000 chiến binh Ukraine ở Luhansk, chặn đứng đợt tấn công quy mô lớn tại Donetsk. Sky News hé lộ bằng chứng đầu tiên cho việc Iran hỗ trợ pháo và đạn dược cho Nga. Đáng chú ý, cựu chỉ huy Nga cảnh báo nguy cơ binh biến, Wagner khiêu chiến với Điện Kremlin. Cơ quan chức tình báo Mỹ nói Ukraine sẽ không bao giờ có thể bước vào NATO. Những diễn biến khác, chỉ huy tàu Canada cáo buộc chiến hạm Trung Quốc cố tình áp sát khu trục hạm Mỹ ở eo biển Đài Loan. Ông Yoon Suk-yeol mừng người Hàn Quốc sống sót sau vụ đánh bom nguyên tử ở Nhật về thăm quê hương. Pháp lên kế hoạch điều động 11.000 cảnh sát thắt chặt an ninh trong cuộc biểu tình ngày 6 tháng 6. Chào mừng quý vị đến với chương trình Tin Quốc tế. Thưa quý vị, giữa lúc chiến địa Đông Âu sục sôi và lãnh thổ liên tục bị nhắm mục tiêu, Nga đã tiến hành các cuộc tập trận quy mô phô trương uy lực. Đơn cử là vào ngày 5 tháng 6, Bộ Quốc phòng nước này cho biết là hơn 3.500 lính và hơn 40 tàu chiến thuộc hạm đội Baltic đã tham gia cuộc tập trận chiến thuật bắt đầu từ cực Tây của Nga thuộc vùng Kaliningrad. TASS dẫn báo cáo từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết, theo kế hoạch đào tạo cho trung tâm chỉ huy của hạm đội Baltic, một cuộc tập trận chiến thuật với sự tham gia của các nhóm quân do Phó Đô đốc Tư lệnh hạm đội chỉ huy đã bắt đầu từ ngày 5 tháng 6 ở biển Baltic và vùng Kaliningrad. Đợt huấn luyện sẽ kéo dài đến ngày 15 tháng 6. Cuộc tập trận có sự tham gia của 40 tàu tác chiến trên mặt nước, thuyền và tàu hỗ trợ bao gồm tàu hộ vệ, tàu hộ tống cùng các tàu trang bị tên lửa cỡ nhỏ. Ngoài ra, cuộc diễn tập còn quy tụ hơn 3.500 binh sĩ, 25 máy bay và trực thăng cùng 500 phương tiện chiến đấu và khí tài đặc biệt. Các nhóm hải quân chiến thuật của hạm đội Baltic đã rời căn cứ và được triển khai đến những khu vực được chỉ định để hoàn thành nhiệm vụ huấn luyện. Bộ Quốc phòng Nga cho biết cuộc tập trận được tổ chức nhằm nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu của các trung tâm chỉ huy quân sự thuộc hạm đội Baltic, đồng thời cải thiện khả năng tương tác, kỹ năng hoạt động trên biển cho thủy thủ và kỹ năng hoạt động thực địa của lực lượng phòng vệ bờ biển. Bên cạnh đó, nâng cao năng lực chỉ huy và kiểm soát quân đội của trung tâm chỉ huy. Theo TASS, cuộc diễn tập hải quân cũng nhằm mục đích thực hành bảo vệ các tuyến đường biển và căn cứ hải quân của hạm đội. Trước cuộc tập trận, hạm đội Baltic đã thực hiện hàng loạt nội dung huấn luyện đặc biệt, bao gồm ở khâu hậu cần, đồng thời thực hành đặt lực lượng hạm đội trong tình trạng báo động cao. Còn ở mặt trận khói lửa Đông Âu, lãnh đạo phong trào chúng ta cùng với nước Nga Vladimir Rogov cho biết là quân đội Ukraine đã điều động một lượng đáng kể binh lính nỗ lực tiến quân ở vùng Zaporizhia để tiếp cận biển Azov nhằm cắt đứt cây cầu trên bộ nối với bán đảo Crimea. Nhiệm vụ đã bước sang ngày thứ hai. TASS hôm 5 tháng 6 cho biết ông Rogov phân tích nút giao giữa vùng Zaporizhia và Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng DPR là con đường ngắn nhất để tiếp cận vùng biển Azov và tiến hành một cuộc tấn công vào khu vực, sau đó thẳng tiến đến biển. Dù vậy, vị quan chức thân Nga lưu ý, đó không phải là tuyến đường dễ nhất nếu cân nhắc các tuyến phòng thủ đô sộ mà Nga đã dựng sẵn. Tuy nhiên, xét về khoảng cách, nó lại là con đường dễ nhất để tiếp cận biển Azov và cắt đứt cây cầu nối liền với bán đảo Crimea. Tôi có thể nói rằng quân đội Ukraine đã chọn hướng tiến công này để thực thi kế hoạch. Ông Rogov chỉ ra các nỗ lực đột phá của Ukraine gần đây đang rất tích cực và có chiều sâu hơn nhiều đợt tấn công trước đó. Được biết, Nga đã đơn phương sáp nhập bán đảo Crimea vào năm 2014 từ Ukraine, bất chấp sự phản đối của Kiev và phương Tây. Đáng chú ý, hôm 5 tháng 6, Sky News cập nhật các chương trình truyền hình ở bán đảo Crimea được cho là đã bị tấn công mạng và chiếu một video về cuộc phản công của Ukraine. Trong một bài đăng trên Telegram, lực lượng biên phòng của Ukraine thông báo một số nhà khai thác cáp ở Crimea đã cắt tín hiệu sau khi xảy ra sự việc các chương trình truyền hình bị hack. Phía Kiev còn úp mở rằng những người tốt đã làm điều đó. Sky News cho biết do vụ hack nói trên, các chương trình truyền hình ở Crimea đã chiếu một đoạn phim ngắn do chính phủ Ukraine phát hành. Trong clip, các thành viên quân đội Ukraine đã đặt ngón tay của mình lên môi và nói rằng suýt, khuyến khích cộng đồng giữ im lặng khi một cuộc phản công chống lại lực lượng Nga có thể bắt đầu. Diễn biến trên xảy ra khi quân đội Ukraine hôm 4 tháng 6 nhắc lại yêu cầu các quan chức im lặng, không nói về chiến dịch phản công được chờ đợi từ lâu chống lại các lực lượng Nga. Trong nhiều tháng, giới chức Ukraine đã nói về kế hoạch tiến hành cuộc phản công mùa xuân và tuyên bố giành lại lãnh thổ đã bị Moscow kiểm soát.
Tuy nhiên, các tướng lĩnh Ukraine đã nhiều lần ngăn cản giới chức vì cho rằng việc đưa ra nhận xét chỉ tăng thêm sự đồn đoán trong dân chúng, không chỉ không có lợi cho chiến dịch phản công mà còn làm lợi cho đối thủ. Giới chức Ukraine trong những ngày gần đây cũng trừng phạt một số công dân chia sẻ hình ảnh hoặc video về hệ thống phòng không đã bắn hạ tên lửa Nga. Trong bài đăng trên Telegram của Bộ Quốc phòng Ukraine có đoạn, các kế hoạch cần sự im lặng, sẽ không có thông báo chính thức nào về thời điểm phản công. Còn ở vùng Luhansk, ông Andrei Marokko, quan chức về hưu của lực lượng dân quân thuộc Cộng hòa Nhân dân Luhansk tự xưng cập nhật, Nga đã tiêu diệt hơn 2.000 lính Ukraine và lính đánh thuê trong tuần trước. TASS hôm 5 tháng 6 dẫn lời ông Marokko cho biết, theo Bộ Quốc phòng Nga, khoảng 2.300 chiến binh và lính đánh thuê của Ukraine cùng 70 phương tiện và xe bán tải, 20 xe bọc thép các loại, 3 xe tăng và 50 khẩu pháo, cũng như hệ thống pháo phản lực đã bị phá hủy ở các khu vực chiến thuật của Luhansk trong tuần qua. Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, quân đội Ukraine đã thất bại trong cuộc phản công quy mô lớn ở 5 khu vực tiền tuyến thuộc vùng phía nam Donetsk vào ngày 4 tháng 6. Phát ngôn viên Igor Konashenkov báo cáo Kiev đã triển khai các lữ đoàn cơ giới số 23 và 31 từ lực lượng dự bị chiến lược của quân đội Ukraine để thực thi nhiệm vụ tấn công với sự hỗ trợ của nhiều đơn vị khác. Phía Nga tuyên bố Ukraine đã mất 250 lính, 16 xe tăng, 3 xe chiến đấu bộ binh và hơn 20 xe bọc thép trong cuộc tấn công bất thành vừa qua. Thưa quý vị, trước khi Ukraine tiến hành các cuộc phản công tiềm tàng, Nga được cho là đã tung ra những nước cờ hiểm hóc, đặc biệt là kéo hỏa lực tấn công dữ dội nước láng giềng không khoan nhượng. Bộ Quốc phòng Anh đã tổng kết và cho biết là Moscow đã tiến hành hơn 300 đòn không kích bằng tên lửa như vũ bão trong tháng 5 vừa qua. Sky News hôm 5 tháng 6 đưa tin trong bản cập nhật tình báo mới nhất, Bộ Quốc phòng Anh nhận định việc Nga tung chuỗi UAV cảm tử của Iran trong tháng vừa qua đã chính thức đánh dấu đợt tấn công dữ dội nhất bằng khí tài này kể từ khi xung đột nổ ra đến nay. Phía London lưu ý thêm, Nga có lẽ đã phóng nhiều UAV trong nỗ lực buộc Ukraine sử dụng kho hệ thống phòng không tiên tiến và giá trị mà phương Tây viện trợ. Tuy nhiên, Anh Quốc cho rằng Nga dường như không thể thành công với kế hoạch khiến kho vũ khí Ukraine cạn kiệt. Kiev được cho là đã vô hiệu hóa và gây nhiễu ít nhất 90% số tên lửa mà Nga phóng ra nhờ hệ thống phòng không cũ và rẻ. Phía Anh cũng lưu ý thêm rằng Nga có vẻ đã cố gắng tấn công lực lượng Ukraine nằm sâu ở phía sau chiến tuyến. Tuy nhiên, Moscow vẫn không đạt được hiệu quả khi tấn công các mục tiêu cơ động tầm xa do quá trình nhắm mục tiêu của vũ khí Nga khá kém. Nga hiện chưa đưa ra bình luận nào liên quan đến thông tin mà Anh đưa ra. Khi cuộc chiến tiếp tục diễn ra dữ dội, Nga được cho là đã nhận được sự yểm trợ không hề nhỏ từ Iran, mặc dù Moscow và Tehran một mực phủ nhận. Sky News hôm 5 tháng 6 đã đăng tải hình ảnh các hợp đồng mua bán vũ khí có thể là bằng chứng cho cuộc bắt tay giữa hai quốc gia này. Tướng Sir Richard Sparrow, cựu chỉ huy Bộ Tư lệnh Lực lượng Hỗn hợp Vương quốc Anh nói, chúng tôi biết rằng trong một thời gian Iran đã cung cấp vũ khí cho Nga, bao gồm phương tiện không người lái Shahed-136, còn được biết đến là UAV cảm tử. Chúng đã được Moscow dùng để tiến hành các cuộc không kích ác liệt vào Kiev. Một nguồn tin an ninh khác giấu tên của Sky News nhận định, tôi nghĩ rằng hợp đồng vũ khí mà Sky News tiếp cận được là bằng chứng đầu tiên cho việc Iran cấp cho Nga nhiều vũ khí như pháo và đạn dược để phục vụ cho cuộc chiến với Ukraine. Tướng Richard nhận định, cuối năm ngoái Moscow có lẽ đã bắn lượng đạn pháo tương đương số lượng sản xuất trong 10 năm. Vị tướng đánh giá thêm rằng, năm nay cả Kiev và Moscow đều thiếu hụt đạn pháo. Ông chỉ ra vì chiến sự đã hóa thành cuộc chiến quy mô lớn và diễn ra trong thời gian dài, nên tôi nghĩ rằng diễn biến trên cho thấy các bên sẽ chỉ giành được chiến thắng nếu ngành quốc phòng đủ sức cung ứng. Trong khi Nga đang huy động ngành công nghiệp quốc phòng của mình, Ukraine chỉ có thể đuổi kịp nếu phương Tây huy động ngành quốc phòng của mình để hỗ trợ. Mỹ và đồng minh đã nói về điều này nhưng chưa thực sự hành động. Trong khi đó, nội bộ Nga đang lục đục cực độ. Cựu chỉ huy Nga Igor Girkin hôm 4 tháng 6 tiếp tục cáo buộc tập đoàn lính đánh thuê Wagner đang tiến tới xung đột với lực lượng chính quy Nga. Ông đồng thời cảnh báo nguy cơ binh biến trên xứ sở Bạch Dương. Thông tin được Newsweek đăng tải cùng ngày. Ông Girkin được biết đến với tư cách chỉ huy lực lượng ly khai ở vùng Donbass của Ukraine và hiện là một blogger quân sự nổi tiếng, ủng hộ các nguyên tắc dân tộc chủ nghĩa của Nga. Trong bình luận hôm 4 tháng 6, ông Girkin cáo buộc ông trùm lính đánh thuê Wagner Yevgeny Prigozhin âm mưu đảo chính chống lại Điện Kremlin sau khi ông này đưa ra một số bình luận chỉ trích lực lượng Nga ở Ukraine. Được biết thời gian qua, lực lượng Wagner đã hỗ trợ đáng kể quân đội Nga trong nỗ lực giành quyền kiểm soát Bakhmut, một thành phố miền đông Ukraine, sau khi tuyên bố sẽ rút lực lượng về Nga.
Ông chủ Wagner đã liên tục chỉ trích gay gắt quân đội Moscow chiến đấu tại Bakhmut về cách họ xử lý tình hình tại đây, đồng thời tuyên bố toàn bộ cuộc chiến ở Ukraine đã phản tác dụng. Trước diễn biến trên, ông Kukin cáo buộc ông Prigozhin âm mưu tổ chức một cuộc binh biến chống lại chính phủ Nga khi Wagner về nước. Nếu Prigozhin vẫn là lãnh đạo Wagner, cuộc binh biến sẽ diễn ra nhanh chóng và triệt để, ông Kukin nói. Vị cựu chỉ huy chỉ ra âm mưu đảo chính đã được công khai. Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo tôi cũng không rõ. Đặc biệt là khi Wagner đang gấp rút lui về căn cứ, nguy cơ đảo chính đã quá rõ ràng. Hồi cuối tuần qua, ông Prigozhin đã đưa ra tuyên bố chống lại lực lượng quân sự Nga, trong đó ông cáo buộc Moscow đặt chất nổ trên các tuyến đường rút quân của Wagner. Ông Kukin viết rằng cáo buộc trên là một động thái mới khiến tình hình thêm phần hỗn loạn. Đó là một sự khiêu khích hay tuyên chiến công khai. Ông Prigozhin phải bị bắt ngay lập tức và phải được đưa ra xét xử trước tòa án quân sự. Ông chủ công ty quân sự tư nhân Wagner tuyên bố có thể đưa lực lượng đến bảo vệ tỉnh biên giới Belgorod của Nga, nơi trải qua hàng loạt vụ nổ gây thương vong gần đây. Wagner không cần lời mời cũng sẵn sàng hành động, ông trùm lính đánh thuê nhấn mạnh. Trong đoạn ghi âm đăng trên ứng dụng Telegram, ông nói nếu Bộ Quốc phòng Nga không ngăn chặn những gì đang xảy ra ở khu vực Belgorod, thì rõ ràng chúng tôi phải đến đó. Chúng tôi sẽ bảo vệ đồng bào Nga, mọi cư dân ở Belgorod. Liên quan đến vấn đề kết nạp Ukraine và NATO, Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki đã nói rằng Kiev đang chiến đấu và mang lại lợi ích cho NATO thông qua việc chống lại Nga, quốc gia có thể đe dọa an ninh của các thành viên liên minh. Do đó, Ukraine xứng đáng trở thành một phần của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương. Ukrainska Pravda hôm 5 tháng 6 đưa tin, ông Morawiecki đã mạnh mẽ nói rằng, ngay cả khi Kiev hiện không phải là một phần của NATO, nước này vẫn đang chiến đấu vì lợi ích của tổ chức. Ukraine đang chống lại Nga, đất nước có thể đe dọa an ninh các quốc gia thành viên liên minh. Vì lẽ đó, tôi tin rằng Ukraine xứng đáng được gia nhập NATO nhanh chóng. Thủ tướng Ba Lan cũng kêu gọi các nước Tây Âu nằm cách xa Nga hãy có cách nhìn thiện cảm hơn với Ukraine. Như đã đưa tin, Ukraine muốn gia nhập NATO ngay sau khi giành được chiến thắng quân sự trước Nga. Kiev hy vọng khả năng trên sẽ được liên minh xác nhận tại hội nghị thượng đỉnh NATO diễn ra ở Vilnius vào tháng 7 tới. Nga đã nói rằng nguy cơ Ukraine trở thành thành viên NATO chính là lý do khiến Moscow phải phát động chiến dịch quân sự đặc biệt. Điện Kremlin cáo buộc phương Tây mở rộng về phía Đông, đe dọa lãnh thổ Nga, phớt lờ nhu cầu an ninh chính đáng của nước này. Bất chấp cảnh báo từ Nga, Ukraine vẫn kiên quyết bước tiếp trên con đường gia nhập NATO. Tuy nhiên thì con đường này không trải thảm hoa hồng. TASS ngày 5 tháng 6 dẫn lời cựu quan chức tình báo Mỹ tuyên bố Ukraine sẽ không bao giờ là một phần của NATO vì các nước liên minh không thích Tổng thống Volodymyr Zelensky và không tôn trọng ông. Theo TASS, ông Scott Ritter chỉ ra các nước NATO đang lợi dụng nhà lãnh đạo Ukraine. Cựu quan chức cho rằng Tổng thống Zelensky đang sống trong một thế giới ảo, nuôi dưỡng những ảo tưởng phi thực tế về việc gia nhập liên minh. Chẳng lẽ ông ấy không hiểu rằng Ukraine sẽ không bao giờ trở thành một phần của NATO hay sao? Không có cơ hội nào đâu, ông Ritter nhấn mạnh. Tuần trước, ông Zelensky cho biết trong cuộc họp báo bên lề hội nghị thượng đỉnh Cộng đồng Chính trị châu Âu ở Moldova rằng Ukraine đã sẵn sàng trở thành thành viên NATO và đang chờ liên minh chấp nhận tư cách thành viên của nước này. Ở một cuộc họp báo khác, nhà lãnh đạo thừa nhận Ukraine không thể gia nhập NATO chừng nào cuộc chiến với Nga vẫn diễn ra, theo Reuters. Hiện các nước liên minh quân sự đang có nhiều ý kiến khác nhau về lá đơn xin gia nhập của Kiev. Các chính phủ phương Tây khá ngần ngại với bất kỳ động thái nào có thể đưa NATO tiến gần hơn đến chiến tranh với Moscow. Tàu HMS Montreal của Canada cũng tham gia tập trận với khu trục hạm tên lửa dẫn đường USS Truman của Mỹ ở eo biển Đài Loan. Kể lại sự việc, chỉ huy tàu HMS Montreal, đại úy Paul Morford cho rằng chiến hạm Trung Quốc cố tình áp sát tàu khu trục Mỹ một cách nguy hiểm vào hôm 3 tháng 6. Theo ông Morford, việc chiến hạm Trung Quốc áp sát khu trục hạm Mỹ là hành động cố ý. Động thái có thể gây ra sai sót, khiến các tàu có thể va chạm. Theo Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Mỹ, tàu chiến Canada đang tiến hành một cuộc tập trận chung với Hải quân Mỹ ở eo biển ngăn đảo Đài Loan với Trung Quốc, thì một tàu Trung Quốc cắt ngang trước khu trục hạm Mỹ một cách không an toàn. Bộ Tư lệnh Mỹ thông báo điểm tiếp cận gần nhất của tàu Trung Quốc là 137m và hành động của nó đã vi phạm quy tắc lưu thông trên biển về việc đi lại an toàn trong vùng biển quốc tế. Tuy nhiên, theo quân đội Trung Quốc, Mỹ và Canada đã cố tình gây rủi ro khi tiến hành tập trận chung eo biển Đài Loan, một khu vực vốn nhạy cảm. Trung Quốc tuyên bố Đài Loan là một tỉnh chờ thống nhất và có thể thu hồi bằng vũ lực nếu cần thiết. Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ hiện không trả lời yêu cầu bình luận của Reuters. Vụ chạm trán trên là cuộc đụng độ gần đây nhất giữa quân đội Trung Quốc và Mỹ. Vào ngày 26 tháng 5, Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Mỹ cáo buộc tiêm kích Trung Quốc có hành động áp sát nguy hiểm trinh sát cơ Mỹ hoạt động trong không phận quốc tế ở Biển Đông.
Người phát ngôn của Đại sứ quán Trung Quốc ở Washington, ông Liu Penghu, không bình luận chi tiết về sự cố nhưng cho biết Mỹ đã thường xuyên triển khai máy bay và tàu để trinh sát Trung Quốc. Điều này gây nguy hiểm nghiêm trọng cho an ninh quốc gia của Trung Quốc. Mới đây, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lý Thượng Phúc phát biểu tại cuộc họp đối thoại Shangri-La rằng Bắc Kinh tìm kiếm đối thoại thay vì đối đầu với Washington. Ông cũng cảnh báo xung đột giữa Mỹ và Trung Quốc sẽ mang lại thảm họa đối với thế giới. Theo đài NHK, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol vào ngày 5 tháng 6 đã tiết lộ rằng ông có kế hoạch mời những người Hàn Quốc sống sót sau vụ đánh bom nguyên tử đang sống ở Nhật Bản sớm về thăm quê hương. Tuyên bố được ông đưa ra trong bài phát biểu vào hôm thứ Hai, đánh dấu sự ra mắt của một cơ quan dành riêng cho người Hàn Quốc sống ở nước ngoài. Nói rằng những người sống sót sau vụ việc đã trải qua nỗi đau buồn mà không có đất nước bên cạnh, Tổng thống Yoon Suk-yeol bày tỏ mong muốn mời họ đến Hàn Quốc để an ủi, dù chỉ một chút. Tháng trước, trong chuyến thăm tới thành phố Hiroshima, Tổng thống Yoon Suk-yeol đã gặp những người Hàn Quốc sống sót sau vụ đánh bom nguyên tử. Ông bày tỏ lời xin lỗi vì chính phủ không thể cung cấp hỗ trợ đầy đủ. Theo truyền thông Hàn Quốc, sáng kiến trên sẽ là dự án đầu tiên của cơ quan mới dành riêng cho người dân sống ở nước ngoài. Động thái thể hiện nỗ lực của nhà lãnh đạo nhằm cải thiện quan hệ song phương với Nhật Bản. Nhật Bản và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á đã thống nhất một gói các biện pháp hợp tác kinh tế khi đánh dấu 50 năm thiết lập quan hệ hợp tác, NHK hôm 5 tháng 6 đưa tin. Tại một diễn đàn được tổ chức tại Tokyo vào hôm 5 tháng 6, Tổ chức Xúc tiến Mậu dịch của Nhật Bản và các cơ quan khác đã ký một biên bản ghi nhớ để hỗ trợ khởi động các dự án khởi nghiệp mới. Ngoài ra, một hiệp định khác cũng được ký kết, trong đó kêu gọi các tổ chức bảo hiểm thương mại liên kết với chính phủ Nhật Bản và ngân hàng MUFG cung cấp các khoản đầu tư và khoản vay cho nỗ lực loại bỏ carbon của các thành viên ASEAN. Bộ trưởng Thương mại Kinh tế Nhật Bản Nishimura Yasutoshi phát biểu, ASEAN đang cho thấy sự tăng trưởng kinh tế vượt bậc của khối, trong khi Nhật Bản sở hữu công nghệ tiên tiến. Chúng ta nên hướng đến tận dụng thế mạnh của đôi bên để tạo dựng tương lai tốt đẹp dựa trên sự tin cậy lẫn nhau. Khối ASEAN gồm 10 quốc gia chiếm hơn 8% thương mại và dân số toàn cầu. Chính phủ Nhật Bản có kế hoạch mời các nhà lãnh đạo của khối tham dự một hội nghị thượng đỉnh đặc biệt diễn ra vào tháng 12 để thắt chặt hơn nữa quan hệ song phương. Tình hình tại nhiều quốc gia khác cũng đang khá rối ren. Giới chức Pháp có kế hoạch triển khai 11.000 cảnh sát, bao gồm 4.000 người ở Paris vào hôm nay, 6 tháng 6, khi các công đoàn tiếp tục kêu gọi biểu tình trên toàn quốc chống lại luật gia hạn tuổi lương hưu của Tổng thống Emmanuel Macron. Reuters dẫn thông tin từ Bộ Nội vụ Pháp cho biết. Trong dòng tweet, Bộ trưởng Nội vụ Pháp Gérald Darmanin nói rằng lực lượng cảnh sát bổ sung sẽ đảm bảo an ninh cho cuộc diễu hành. Theo Reuters, các công đoàn Pháp đã lên kế hoạch biểu tình vào ngày 6 tháng 6, nối tiếp các hoạt động phản đối bùng nổ từ đầu tháng 5. Đây cũng là động thái để công đoàn nêu thông điệp mạnh mẽ trước thềm cuộc thảo luận diễn ra vào ngày 8 tháng 6 tới về một dự luật do đảng Liot theo chủ nghĩa trung dung đề xuất nhằm hủy bỏ cải cách mà chính phủ đưa ra. Được biết, cải cách của Tổng thống Macron nâng tuổi hưởng lương hưu của người dân Pháp từ 62 lên 64 đã dẫn đến các cuộc đình công và biểu tình kéo dài hàng tuần. Sophie Barnett, lãnh đạo công đoàn CGT cánh tả có đường lối cứng rắn của Pháp hôm 4 tháng 6, chia sẻ trên BFM TV rằng: "Chúng tôi không yêu cầu hạ bệ chính phủ, mà chỉ muốn hủy bỏ kế hoạch cải cách lương hưu. Thật là sốc và buồn khi chính quyền áp dụng cải cách với tốc độ chóng mặt như vậy." Bà Barnett nói, đồng thời cho rằng thời gian áp dụng cải cách dự kiến có hiệu lực vào tháng 9 tới là hoàn toàn vô trách nhiệm. Cuộc tranh đấu kéo dài nhiều tháng chống lại nỗ lực cải cách lương hưu của Tổng thống Macron đã nâng cao vị thế và tư cách thành viên của công đoàn Pháp với việc thu hút sự quan tâm của các công nhân ở khu vực tư và người trẻ. Reuters đưa tin hàng trăm ngàn người biểu tình đã diễu hành qua thủ đô của Ba Lan vào ngày 4 tháng 6 nhằm kỷ niệm 34 năm cuộc bầu cử dân chủ đầu tiên của quốc gia EU sau chiến tranh. Năm 1989, cuộc bỏ phiếu đã mang lại chiến thắng cho chính phủ do công đoàn đoàn kết lãnh đạo, đồng thời dẫn đến một loạt sự kiện quan trọng khác. Đám đông biểu tình kéo dài hơn 1 km trên tay dương cao các biểu ngữ như tự do, Ba Lan, ủng hộ Liên minh châu Âu, phản đối đảng PIS. Theo các nhà tổ chức, nửa triệu người đã tham gia tuần hành. Tuy nhiên, cảnh sát và các quan chức thành phố không đưa ra con số ước tính. Năm 1989, cuộc bỏ phiếu ngày 4 tháng 6 đã trao chiến thắng vẻ vang cho chính phủ do công đoàn đoàn kết lãnh đạo và dẫn đến một sự kiện mà đỉnh điểm là sự sụp đổ của bức tường Berlin vào tháng 11 năm đó, theo Reuters. Năm 1989, chúng ta đã chứng kiến các sự kiện mang tính đột phá. Tôi hy vọng là ngày hôm nay cũng sẽ có những bước đột phá khác, rằng mọi người sẽ sẵn sàng thay đổi. Chuyên gia công nghệ thông tin
Jacek Roach chia sẻ, hàng trăm xe buýt chở những người ủng hộ phe đối lập từ khắp đất nước cũng đã đến thành phố Warsaw. Một số người chia sẻ, họ quan tâm đến dự luật do Đảng Cầm quyền, Pháp luật và Công lý PIS đề xuất nhằm loại bỏ ảnh hưởng quá mức của Nga ở đất nước. Theo Reuters, các cuộc khảo sát cho thấy cuộc bầu cử sắp tới sẽ rất căng thẳng với cuộc xung đột Nga-Ukraine sẽ khiến đảng PIS trở nên gay gắt hơn. Ngày 4 tháng 6, hàng chục người dân Ấn Độ đã tập trung dọc bờ sông Yamuna, tạo thành chuỗi dây người nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về tình trạng ô nhiễm con sông, dòng nước bị bao phủ bởi những ụ bọt trắng xóa như tuyết. Theo Reuters, các tình nguyện viên đã làm sạch bờ sông và cũng thực hiện nhiều nghi thức khác nhau để đánh dấu Ngày Môi trường Thế giới. Chúng tôi tạo chuỗi dây người để kêu gọi thế giới nhận thức về tác động của ô nhiễm môi trường. Chúng tôi kêu gọi toàn Ấn Độ, toàn thành phố Delhi, hãy thức tỉnh và giữ gìn con sông Yamuna. Một tình nguyện viên tên Ashok Srivastava chia sẻ. Trong nhiều thập kỷ, dòng sông bị ô nhiễm bởi nước thải công nghiệp độc hại, đầy chất bẩn và mùi hôi, với rác thải chất đầy xung quanh. Yamuna là một trong con sông thiêng nhất của Ấn Độ giáo. Sông bắt nguồn từ dòng nước tan chảy tinh khiết của sông băng Yamunotri ở vùng núi Himalaya. Nhưng khi đến Delhi, dòng nước trong xanh đã dần dần trở nên ô nhiễm. Cũng tại Ấn Độ, vào ngày 5 tháng 6, các nhân viên cứu hộ nước này bắt đầu công việc sửa chữa sau thảm kịch cướp đi sinh mạng của hơn 270 người. Đây là tai nạn đường sắt tồi tệ nhất ở quốc gia Nam Á trong hơn 2 thập kỷ, với sai sót trong hệ thống khóa liên động điện tử trên đường ray được cho là nguyên nhân. Theo video do Reuters công bố, các công nhân và một chiếc máy xúc đã được nhìn thấy đang sửa chữa một đoạn đường khi các đoàn tàu chạy qua. Vụ va chạm giữa 3 đoàn tàu ở Balasore, bang Odisha, miền đông Ấn Độ, hôm 2 tháng 6 cũng khiến gần 1.200 người bị thương. Tai nạn xảy ra khi tàu tốc hành Coromandel Express chuyển hướng vào ray phụ, rồi đâm vào tàu hàng và chật bánh, va chạm với đoàn tàu khách đối diện. Theo Bộ trưởng Đường sắt Ấn Độ, Ashwini Vaishnaw, thay đổi trong quá trình khóa liên động điện tử là nguyên nhân dẫn đến sự cố. Đây là một thuật ngữ kỹ thuật, chỉ hệ thống tín hiệu được thiết kế để ngăn các đoàn tàu va chạm bằng cách sắp xếp chuyển động của chúng trên đường ray. Trong cuộc họp ngày 4 tháng 6, Ả Rập Xê Út thông báo sẽ thực hiện cắt giảm thêm sản lượng khai thác dầu kể từ tháng 7 năm nay. Đây là một phần trong thỏa thuận OPEC cộng, khi nhóm này đang đối mặt với tình trạng giá dầu giảm và dư cung có thể xảy ra. Bộ trưởng Năng lượng Ả Rập Xê Út, Hoàng tử Abdulaziz, thông báo kể từ tháng 7 năm 2023, nước này tự nguyện cắt giảm thêm sản lượng khai thác ở mức 1 triệu thùng mỗi ngày và có thể kéo dài khoảng thời gian cắt giảm nếu nước này thấy cần thiết. Chủ nhật vừa qua, OPEC cộng, tổ chức gồm các nước xuất khẩu dầu mỏ, đã đạt được thỏa thuận về chính sách sản lượng sau 7 giờ đàm phán. Theo đó, tổ chức quyết định cắt giảm mục tiêu sản xuất thêm 1,4 triệu thùng mỗi ngày từ năm 2024, tức là từ ngày 1 tháng 1 năm 2024, sản lượng khai thác của tất cả các thành viên OPEC cộng chỉ ở mức 40,46 triệu thùng một ngày. Theo Reuters, kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự, các nước phương Tây đã cáo buộc nhóm OPEC thao túng giá dầu và làm suy yếu nền kinh tế toàn cầu. Phương Tây cũng chỉ trích OPEC đứng về phía Nga. Đáp lại, các nước APEC cho rằng việc phương Tây in tiền trong thập kỷ qua đã thúc đẩy lạm phát và buộc các nước xuất khẩu dầu mỏ phải hành động để duy trì hoạt động xuất khẩu. Theo giới phân tích, quyết định của OPEC cộng vào ngày 4 tháng 6 đã gửi một tín hiệu rằng nhóm này sẵn sàng hỗ trợ giá và cố gắng ngăn chặn các nhà đầu cơ. OPEC cộng cung cấp khoảng 40% lượng dầu thô của thế giới. Điều này có nghĩa các quyết định chính sách của tổ chức này đều có thể gây ra tác động lớn đến giá dầu toàn cầu. Hồi năm ngoái, OPEC cộng đã đồng ý cắt giảm sản lượng 2 triệu thùng một ngày. Tháng 4 năm 2023, tổ chức đột ngột công bố tự nguyện giảm thêm 1,6 triệu thùng nữa, bắt đầu từ tháng 5. Ở diễn biến khác, trong những ngày gần đây, lực lượng phía đông Libya đã trục xuất hàng nghìn người Ai Cập đang tá túc trái phép tại nước này. Người bị trục xuất phải đi bộ qua biên giới để về nước. Reuters dẫn nguồn tin từ lực lượng an ninh Ai Cập và Libya cho biết. Reuters hôm 5 tháng 6 cho biết, lực lượng an ninh Libya nói rằng 4.000 người di cư đã được tìm thấy trong cuộc truy quét tội phạm. Tất cả đã bị trục xuất. Trong khi đó, lực lượng an ninh Ai Cập nói rằng chỉ có khoảng 2.200 trong số 4.000 người di cư mà lực lượng an ninh Libya tìm thấy rơi vào diện bất hợp pháp và chỉ những người này mới bị trục xuất. Hầu hết trong số đó là người Ai Cập, nhưng vẫn có những người mang quốc tịch của nhiều nước châu Phi khác. Lực lượng an ninh Ai Cập nói những người bị trục xuất được đưa đến một địa điểm gần biên giới. Họ phải đi bộ 2 km để vào Ai Cập. Theo cơ quan về di cư, Libya hiện là nơi tá túc của khoảng nửa triệu người di cư, bao gồm nhiều người hy vọng có thể đến châu Âu bằng thuyền. Trong khi đó, không ít người chọn định cư ở Libya để tìm việc tại nền kinh tế dầu mỏ này.
Ý cho biết số người di cư đến châu Âu từ Libya đã tăng nhanh trong năm nay, trong đó Ý chính là điểm đến hàng đầu, và nhiều người di cư vượt biển bằng thuyền tìm đến. Một nguồn tin của Libya cho biết lực lượng an ninh đã phá hủy một cảng mà những tội phạm buôn người sử dụng. Theo Reuters, Libya đã không còn hòa bình kể từ cuộc nổi dậy do NATO hậu thuẫn vào năm 2011. Thời gian qua, nhiều người di cư đã đối mặt bạo lực từ tội phạm và nhóm vũ trang. Ở các vùng phía Tây Libya, nhiều lãnh thổ đang do một nhóm vũ trang đối lập kiểm soát. Còn ở phía Đông, quân đội quốc gia do chỉ huy Khalifa Haftar dẫn đầu đang chấn giữ. Ở phía Tây của lưu vực Tarim, huyện Ezgisa thuộc khu vực Kasga Tân Cương, có hơn 218.000 hecta sa mạc Gobi, chiếm hơn 60% tổng diện tích đất của huyện. Theo đài CCTV, với công nghệ phát triển và khả năng khám phá, địa phương đã trồng hàng ngàn hecta hoa trong nhà kính với mục đích xuất khẩu. Trong vài năm qua, chính quyền của huyện Ezgisa đã khám phá một loại hình nông nghiệp mới dựa trên điều kiện và tài nguyên địa phương, xây dựng các nhà kính để trồng cây cảnh. Kết quả mỹ mãn, bây giờ họ nhận được vô số đơn đặt hàng từ nước ngoài. Theo CCTV, các loại hoa như là hoa ly, hoa hồng chiếm ưu thế trong các loại cây trồng trong nhà kính. Nông dân chia sẻ họ có thể thu hoạch hoa hồng 4 hoặc 5 lần một năm, với sản lượng hàng năm là 50.000 cành. Đáng chú ý, chính quyền địa phương đã giới thiệu hệ thống điều khiển Internet vạn vật thông minh để giúp nông dân tưới tiêu và phun thuốc trừ sâu. Vì vị trí địa lý nằm gần các cảng biên giới nên huyện Yangqisha thuận tiện xuất khẩu hoa tươi hơn là bán cho thị trường nội địa Trung Quốc. Theo nông dân, các loại hoa như là hoa hồng đỏ và hoa hồng sâm panh được bán cho các nước Trung Á như là Kazakhstan, Kyrgyzstan. Năm nước Trung Á có thị trường ổn định, nhu cầu tương đối lớn và giá cả xuất khẩu cũng ổn định. Yuan Kang, người quản lý một trang trại hoa trong huyện cho hay. Theo CCTV, vì nằm trong vùng sa mạc khô cằn nên các nhà kính phải áp dụng các công nghệ nông nghiệp hiện đại như tưới nhỏ giọt và dòng phun vi mô. Chính quyền địa phương còn kết hợp nhân giống và trồng hoa với dữ liệu lớn và công nghệ thông tin nhằm sản xuất cây cảnh quy mô lớn trong huyện. Chuyển sang tin tức liên quan đến môi trường, một số nhà sản xuất sản phẩm tiêu dùng hàng ngày của Nhật Bản đang tiến hành các bước đầu tiên để tái chế vật liệu với chất lượng không quá thua kém vật liệu ban đầu. Đây được xem là một cách hiệu quả để bảo vệ môi trường, NHK hôm 5 tháng 6 đưa tin. Công ty cao của Nhật Bản đã bắt đầu thay đổi túi chứa chất tẩy rửa dạng lỏng bằng túi có thể tái chế. Được biết, vật liệu ban đầu mà công ty này sử dụng vốn khó tái tạo và được làm từ nhiều lớp màng khác nhau. Để xóa bỏ rào cản trên, cao đã phát triển công nghệ có thể lọc tạp chất, kiểm soát nhiệt độ khi các lớp màng được nung chảy. Một nhà nghiên cứu của cao nói rằng vật liệu tái chế có chất lượng giống các lớp màng nguyên thủy và cũng rất bền bỉ. Vì này hy vọng có thể duy trì nỗ lực và đạt được nhiều thành quả hơn nữa trong thời gian tới. Đối thủ của cao, Unicharm, cũng đang thử nghiệm tái chế giấy vệ sinh. Công ty này đã kết hợp với hai thành phố để thu hoạch giấy vệ sinh đã sử dụng từ các gia đình và tái chế để dùng lại tại các viện dưỡng lão. Công ty này đang áp dụng các bí quyết để khử trùng, khử mùi và khử nước cho vật liệu hấp thụ. Đơn vị này cũng có kế hoạch mở rộng chương trình thử nghiệm tại ít nhất 10 thành phố kéo dài đến năm 2030. Thưa quý vị, tình trạng biến đổi khí hậu đang chuyển biến bất thường. Không chỉ có tỉnh Nova Scotia ở miền đông của Canada mệt mỏi ứng phó với cháy rừng, lính cứu hỏa tỉnh cực Tây British Columbia cũng đang chiến đấu với giặc lửa. Hiện đám cháy bao trùm diện tích hơn 241.000 ha. Cơ quan phòng chống cháy rừng của tỉnh đã cố gắng kiểm soát hỏa hoạn lan rộng ở phía Nam. Tính ngày 4 tháng 6, có 67 đám cháy đang hoạt động ở British Columbia, gồm 11 đám cháy bùng phát trong vòng 24 giờ trước đó. Các tỉnh phía Tây Canada như là Alberta và British Columbia đã trải qua mùa xuân ấm áp bất thường trong năm nay. Điều đã gây ra một số vụ cháy rừng ngoài tầm kiểm soát, dẫn tới cắt giảm sản lượng dầu và khí đốt. Tháng trước, tỉnh Alberta giáp biên giới Hoa Kỳ đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp khu vực sau khi hàng chục nghìn người buộc phải rời bỏ nhà cửa do cháy rừng hoành hành chưa từng thấy. Nhiệt độ thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc lên tới 35 độ C vào hôm 5 tháng 6, khiến một số cư dân Bắc Kinh lo ngại về tác động đến sức khỏe. Thành thật mà nói, tôi lo bị say nắng. Tôi đã từng bị say nắng trước đây. Bây giờ, khi trời rất nóng, tôi cảm thấy không được khỏe. Một công nhân xây dựng 51 tuổi họ Khâu nói với Reuters. Một số khu vực ở miền Bắc Trung Quốc cũng được dự báo sẽ có nhiệt độ trên 30 độ C trong vài ngày tới, truyền thông nhà nước đưa tin. Các quốc gia trên khắp châu Á đã phải hứng chịu một đợt nắng nóng gay gắt, làm dấy lên lo ngại về khả năng thích ứng hơn với biến đổi khí hậu. Sau khi những đợt nắng nóng khắc nghiệt tấn công phần lớn lục địa vào tháng 4, nhiệt độ lại tiếp tục tăng vọt vào cuối tháng 5. Thưa quý vị, trí tuệ nhân tạo đang len lỏi vào nhiều khía cạnh của cuộc sống chúng ta. Nhiều công ty Nhật Bản đang áp dụng công nghệ này trong các lớp học để giúp cho học sinh có hứng thú hơn. Theo NHK,
một hệ thống có AI hỗ trợ do Konica Minota ra mắt hồi cuối tháng qua, phân tích phản ứng của học sinh thông qua hình ảnh thu trong các lớp học, trong đó bao gồm dữ liệu về mức độ tập trung của học sinh, dựa trên hướng nhìn của các em, cũng như cách các học sinh giơ tay phát biểu. Konica Minota tin rằng cách giáo viên giao tiếp và dạy học sẽ trở nên phù hợp hơn với trẻ em nhờ sử dụng hệ thống này. Techno Horizon, một công ty IT có trụ sở tại Nagoya, miền Trung Nhật Bản, đã phát triển công nghệ có hỗ trợ của AI. Công nghệ này phân tích cảm xúc của các học sinh. Công nghệ này được kết nối với một camera tích hợp trên máy tính bảng mà học sinh sử dụng. Chúng sẽ cho biết khi nào học sinh hào hứng, buồn chán hoặc áp lực từ các sóng rung trên trán và chuyển động trong đầu. Techno Horizon cho biết, bằng việc phân tích các dữ liệu thu thập được trong nhiều tháng, hệ thống có thể phát hiện được những thay đổi đột ngột trong nhiều học sinh và dấu hiệu của tình trạng bắt nạt. Mục đích của công ty là tạo ra công nghệ phù hợp để áp dụng trong các lớp học trước khi năm tài chính hiện tại kết thúc vào tháng 3 năm 2024. Cả hai công nghệ trên đều sẽ chỉ được dùng cho học sinh và phụ huynh của các em. 100.000 đèn lồng đã chiếu sáng sân vận động Grand Meditation ở tỉnh Pathum Thani của Thái Lan hồi cuối tuần qua để chào mừng lễ Phật đản Visakhapuja. Tại ngôi chùa Dharmakaya ở ngoại ô Bangkok, đèn lồng có hình Đức Phật đã được thắp sáng khi mọi người tụ họp cầu nguyện trong ngày lễ thiêng liêng của Phật giáo. Pramaha Thushapon Puriyakuro, phó giám đốc truyền thông của tổ chức Dharmakaya cho biết, ngày Visakhapuja đã được Liên Hợp Quốc công nhận là một trong những ngày quan trọng của thế giới, vì đó là ngày Đức Phật ra đời, giác ngộ và đạt được trạng thái Niết Bàn. Lễ Phật Đản vốn là một trong ba ngày lễ lớn nhất trong năm của Đạo Phật. Ba ngày lễ này gồm Phật Đản, Vu Lan và Thành Đạo. Tin tức vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.